Hello anh em nha, chào mừng anh em đến với channel của mình. Và hôm nay tôi sẽ show cho anh em xem một series ạc giá rẻ tiếp theo. Toàn ạc từ, nói chung là 100k trở lên thôi, những ạc rẻ rẻ thôi. Và đầu tiên đến với ạc đầu tiên thì ạc này VIP 4 nhé, level 71. Tôi sẽ vào sâu luôn phô đồ. Nói chung ạc này thì giá cũng rẻ thôi, hơn 100k thôi. Có 6 lòng VIP, AK47 Lobel Dragon khá là ok, Scar Guardian, Kuri Ultimate Gold, Long Lan Song Kích X2. Cái này khá hiếm, tôi không có mà ạc này lại có. Rồi AK47 Vũ Công, M4 Băng, AWM Glory khá là đẹp. Nói chung rất nhiều súng sự kiện anh em ạ. Quắm Băng, Anaconda Fire X2, AK47 Gold, M4M1 Royal Dragon, 9A91 X-Max. Nói chung ạc thì cũng rẻ và giá khá ok đây. Súng tím thì rất nhiều anh em ạ, kéo mãi chưa hết. Đấy, súng đợt mở dương Talos này đầy luôn. Nhân vật thì cũng khá là ok, có AOE và Zosa. Vật phẩm thì cũng có nhẫn. Rồi tôi sẽ vào Xuân Thiên Phú đi. Thiên Phú thì úp cũng tương đối rồi anh em ạ. Rồi thành tựu thì level 2, tôi sẽ vào sâu luôn vòng quà cho anh em xem. Vòng bon bit quay được 5 ô, vòng Akachan thì quay được 2, 4, cũng 5 ô, vòng M4 thì quay được 6 ô anh em ạ. Đấy, kho đồ thì chỉ có vậy thôi. Tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp theo đến với cạc tiếp theo nha anh em nhé. Thì tài level 55, cũng bắn xanh rất ít thôi. Kho đồ thì chỉ có một khẩu M4A1, ạc này thì cũng rất là rẻ. Kho đồ chỉ có khẩu M4A1, Alonimus, Scar Guardian, Anaconda Fire và một số súng tím thôi anh em ạ. Đấy, có 3Z Royal Dragon. Rồi khẩu SMG này khá là đẹp này anh em ạ. Và độc. Rồi tôi sẽ vào xem. Nhân vật thì có con AOE vĩnh viễn. Vật phẩm thì có nhẫn và có 3 dòng 4 sao thôi. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Đấy, vòng quay thì mỗi vòng quay được 3-4 ô. Vòng M4 thì còn 3 ô nữa là full thôi. Rồi thành tựu thì level 1 anh em ạ. Rồi Thiên Phú thì cũng khá là ok. Rồi tôi sẽ đến với gạc tiếp theo. Rồi đến với gạc rẻ tiếp theo nha anh em nhé. Gạc này chỉ có mấy chục ca thôi. Đang level 55, ca lên 1.58. Và kho đồ thì có khẩu M4A1 Thiên Sứ Vĩnh Viễn. Đấy, và một số súng tím nữa. Gậy Vũ Công rồi các súng sự kiện anh em ạ. Nhân vật thì chưa có gì, vật phẩm thì cũng thế thôi. Thiên Phú thì cũng úp được một ít. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Rồi mỗi vòng thì quay được một ô anh em ạ. Rồi tôi sẽ đến với gạc tiếp theo. Rồi tiếp tục với gạc tiếp theo nha anh em nhé. Thì tôi cứ để đằng đầu clip là mấy cái ạc rẻ thôi. Và ạc này thì có cả TMB cơ. Thì tôi không để tên tiêu đời clip là có TMB nữa. Để mới mất công mấy ông lại nhảy vào xem xong cái nhắn tin luôn. Mệt lắm. Cứ để là ạc giá rẻ thôi, để cho ông nào xem được từ từ hết clip thì thấy ạc ngon thì mua anh em ạ. Rồi tôi sẽ vào sâu luôn. Thì ạc VIP 6 nha anh em nha. Ở clan tôi tên là Mèo Team B, 90 viên, nhập vào 92 nhá. Ra đây 1.42, khá là ok. Hạ gục thì 35.819 kill. Điểm hạ gục khá là cao. Rồi không nhìn nhằng nữa, tôi vào sâu kho đồ cho anh em xem. Có một khẩu M4A1 quái thú vô hình, M4A1 thiên sứ, M14 EBR Dark Light, 3Z Transformer, khá là ngon anh em ạ. Đây, 3 thôn sơn nha anh em nhé. Để ép đạn cho Team B. Nói chung là Team B này là đủ đạn để chiến anh em ạ. Rồi, đua Team B thiên sứ, thôn sơn X3, AK47 Zosa, M4A1 Lobel Dragon, Mauser Lobel Dragon, A12 Booster, Scar Guardian, IAS Phoenix, kiếm vàng, Dao Fury, AK47 su danh anh em ạ. Rồi, cùng Bozonda quay vào 100 kim cương nha anh em nhé, khá là rất là ngon đấy. Rồi một số súng tím nữa, quắm rồi các kiểu, nói chung súng tím khá là nhiều vì nó VIP 6 rồi mà anh em. Đấy, các kiểu DE rồi AWM giải đấu Hàn, cái đấy không biết ở đâu nhưng mà tôi không có. 3Z đen cũng có luôn ạ. Rồi có 3Z tram rồi thì cũng không cần thiết 3Z đen anh em ạ. Nhân vật thì có con AOE và set. Vật phẩm thì đang tích thông sơn, đá thông sơn để nâng thông sơn băng thôi. Rồi nhẫn thì cũng 3 dòng 5 sao. Rồi tôi sẽ sâu Thiên Phú anh em ạ. Thiên Phú này thì gần mắc hết rồi nha anh em nha. Nói chung là level cao thì người ta cũng úp Thiên Phú nhiều.
thành tựu level 4. Rồi tôi sẽ vào luôn cái phần quà đi. Vòng con bit thì quay được 2, 4, 5 ô. Vòng Akachan thì quay được 1 ô. Và vòng M4 thì quay gần full rồi anh em ạ. Còn 4 ô nữa là full thôi. À thì cũng rất là ok anh em ạ. Đấy, tôi sẽ vào sâu cho anh em xem. Tuy không có Akachan thôi nhưng mà KD vẫn 1.4 khá là cao. Team B thì gần 90 viên. Đấy, M4 thì có nhiều. 3Z thì có 3Z Chan. Cũng có cung luôn rồi ạ. Rất là ok. Rồi cảm ơn anh em đã coi clip nhé. Thì thực sự thì những cái acc 50.000 đến 150.000 thì tôi còn rất nhiều. Nhưng mà làm clip cứ sâu lên rồi đăng nhập, rồi thoát ra đăng nhập nó lâu lắm anh em ạ. Tôi chỉ phải đi làm thì ra cũng không có thời gian. Thì anh em nào mua thì cứ inbox thôi, tôi gửi hình cho. Rồi cảm ơn anh em đã coi clip của tôi nha. Anh em thấy hay like, sub ủng hộ kênh tôi.